Hãy sẵn sàng những người dẫn radio show là AI. Và xin giới thiệu với mọi người Radio GPT. Đây là công cụ AI đột phá, có thể dễ dàng dẫn dắt các chương trình radio với giọng nói giống con người. Nhưng chúng ta có nên lo lắng về bước nhảy vọt công nghệ này không? Liệu nó có phải là khởi đầu của sự kết thúc cho những người dẫn chương trình radio không? Hãy cùng tìm hiểu xem công nghệ này có ý nghĩa như thế nào với ngành phát thanh nhé. Gần đây, một đài phát thanh có tên gọi Color Bar ở Thụy Sĩ đã tiến hành một thử nghiệm vô cùng dũng cảm. Họ để trí tuệ nhân tạo điều hành chương trình của mình trong suốt 13 giờ. AI đã sử dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra các kịch bản và thậm chí bắt chước giọng nói của 5 người dẫn chương trình bằng tính năng tuyệt vời của mình. Thính giả đã bật radio và nghe các chương trình do AI tạo ra. Trong đó, phần âm nhạc được lựa chọn bằng các thuật toán và các giọng nói nghe giống giọng của những người dẫn chương trình thực sự một cách kỳ lạ. Nhưng đừng lo lắng. Cứ sau 20 phút, các thính giả đều được nhắc nhở rằng tất cả chương trình và giọng nói đều là của AI. Chính lời nhắc cũng là một AI. Lời nhắc được phát ra bởi một trong những giọng nói nhân bản từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. AI phụ trách mọi thứ, trừ việc cập nhật tin tức. Đối với lời nhắc, sẽ có một giọng nói cất lên với nội dung như sau. Các giọng nói sao chép và AI có mặt ở đây để khiến bạn bất ngờ, thích thú và lay động thính giả. Và chính văn bản này cũng do robot viết ra. Nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra rằng họ cảm thấy nhớ cảm giác thực sự có được khi chương trình được dẫn bởi con người. Những tin nhắn được gửi đến có nội dung như rõ ràng nó không thể thay thế được con người và hãy mang những người dẫn chương trình thật sự lại cho chúng tôi. Một số ngạc nhiên trước những gì AI có thể làm, nhưng họ nhận ra rằng sự sáng tạo, bất ngờ và hài hước là những thứ chỉ con người mới có thể mang lại. Và đài phát thanh này không phải là nơi duy nhất quyết định thử nghiệm trí thông minh nhân tạo thay vì con người thật. Hãy tưởng tượng một công cụ có thể mang đến cho bạn một người dẫn chương trình radio hoàn toàn do AI điều khiển. Đó là Radio GPT, sản phẩm trí tuệ của Futuri, một công ty truyền thông tiên phong. Radio GPT sở hữu những khả năng có thể cách mạng hóa ngành phát thanh. Sau đây là những gì Radio GPT có thể làm được. Đầu tiên, phát hiện xu hướng. Bằng cách quét các phương tiện truyền thông xã hội và các nguồn tin tức khác nhau, Radio GPT có thể xác định các xu hướng mới nhất và luôn cập nhật cho bạn. Thứ hai, năng lực viết kịch bản. Với công nghệ GPT, Radio GPT có thể dễ dàng viết các kịch bản hấp dẫn thu hút người nghe. Thứ ba, nhân vật trực tuyến. Với tối đa 3 nhân cách AI, Radio GPT có thể làm cho các kịch bản trở nên sống động, bắt chước phong cách của các người dẫn chương trình radio khác nhau. Và cuối cùng, Radio GPT là bậc thầy về mạo danh. Nó có thể được đào tạo để đóng giả người dẫn chương trình của đài phát thanh một cách hoàn hảo, đảm bảo quá trình chuyển đổi liên mạch sang kỷ nguyên AI. Nhưng Radio GPT vượt xa sóng vô tuyến. Nó có thể tạo và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng, từ blog của đài phát thanh đến reel trên Instagram và YouTube Short. Có thể bạn sẽ thắc mắc, nhưng liệu AI dẫn chương trình nghe có giống robot không? Công bằng mà nói, những giọng nói AI này nghe giống con người đến mức khó tin. Mặc dù chúng không hoàn toàn không thể phân biệt được, nhưng thực sự khiến chúng khác biệt là mức độ trôi chảy. Không có những khoảng dừng hoặc ngập ngừng khó xử như điển hình. Một mặt, điều này mang đến lợi ích về hiệu suất. Nhưng mặt khác, những tiếng và làm cho lời nói của con người không còn hoàn hảo. Và vì thế mới đúng là của con người. Đúng không? Dù sao đi nữa, nhận thức của chúng ta có thể là thiên kiến. Vì chúng ta biết đó là những giọng nói AI. Vậy có lẽ chúng ta nên thử một thử nghiệm nhỏ. Ra mắt một nhà đài AI với một vài người bạn không hề hay biết bạn đang dùng AI hoàn toàn. Liệu họ có nghi ngờ gì không? Nhưng trước khi bạn đeo tai nghe, hãy tìm hiểu những thách thức mà Radio GPT hiện đang gặp phải. Vấn đề đầu tiên khá rõ ràng, Radio GPT thiếu mất điểm cốt lõi khiến cho chương trình radio trở nên đặc biệt. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng hơn một nửa số thính giả nghe chương trình để kết nối với cộng đồng của họ hoặc để kết bạn. Chúng ta nghe radio và podcast để nghe một người thực sự ở phía bên kia kéo chúng ta vào cuộc trò chuyện. Nhiều người trong chúng ta có những người dẫn chương trình yêu thích, các đơn vị phát podcast, các YouTuber và các đài phát thanh khác mà chúng ta yêu thích và quý trọng với tư cách con người. Thông qua các show hoặc chương trình của họ,
chúng ta hiểu thêm về cuộc sống, xuất thân, suy nghĩ và sở thích của họ, từ đó nuôi dưỡng mối liên kết cá nhân sâu sắc. Những thính giả trung thành thậm chí còn theo dõi những người dẫn chương trình yêu thích khi họ chuyển sang các đài mới, giống như những người hâm mộ của Sean Kevany đã làm khi anh ấy rời BBC Radio 6 Music và bắt đầu đài phát thanh của riêng mình. Vì thế, chúng ta không thể đánh giá thấp sức mạnh của sợi dây liên kết này. Futuri, những người tạo ra Radio CBT, đang cố gắng sao chép các mối liên kết này. Họ tuyên bố rằng những người dẫn chương trình AI của họ sẽ giống như người bạn thân vui vẻ nhất của bạn trên đài phát thanh, ít kịch tính hơn và giống meme hơn. Có vẻ như những người dẫn chương trình AI của Radio CBT cũng sẽ có thể thảo luận về nội dung trực tuyến. Tuy nhiên, không giống như người dẫn chương trình là con người, chúng sẽ không thể chia sẻ kinh nghiệm sống của riêng mình trong thế giới thực được. Vấn đề thứ hai là thông tin sai lệch. Radio CBT dựa trên mô hình ngôn ngữ GPT-3 mạnh mẽ của OpenAI, chính là công nghệ đằng sau ChatGPT và chatbot AI của Bing. Và mặc dù ChatGPT có thể tạo ra các phản hồi nghe có vẻ giống con người, nhưng tính năng xác minh thực tế vẫn không phải là thế mạnh của nó. ChatGPT đưa ra câu trả lời dựa trên việc quét trên Internet, và thật không may, những câu trả lời đó thường không chính xác. Đáng buồn thay, vấn đề lan truyền thông tin sai lệch cũng ảnh hưởng đến việc phát sóng. Nếu Radio CBT được đưa vào áp dụng, nó có thể gây rủi ro cho uy tín của nhiều đài phát thanh. Nó cũng làm dấy lên một số lo ngại về các quy tắc và quy định phát sóng trong các cuộc bầu cử. Làm thế nào dẫn chương trình AI hiểu được và tuân thủ tất cả các vấn đề chính trị? Chatbot AI của Bing đã phải đối mặt với một số chỉ trích lớn từ những người thử nghiệm phiên bản beta của nó. Đáng ngạc nhiên là chatbot này đã thể hiện một số hành vi tiêu cực. Người dùng đã chia sẻ các ví dụ về phản ứng tức giận, đáng ghét hoặc hung hăng thụ động của nó. Điều này chỉ cho thấy rằng các chương trình AI có thể không đoán trước được. Mặc dù những đặc điểm này có vẻ giống con người, nhưng nhiều đài phát thanh sẽ không chấp nhận việc này. Và vấn đề cuối cùng là ai quyết định vấn đề gì? Có vẻ như Radio CBT cố gắng ưu tiên các xu hướng và nội dung nổi bật. Điều này đặt ra một số câu hỏi quan trọng. Liệu người dẫn chương trình radio có nên chỉ nói về các chủ đề phổ biến hoặc thịnh hành không? Nếu đài phát thanh đi theo hướng này, nó sẽ là một bước lùi lớn. Trong 50 năm qua, các đài phát thanh đã phát triển vượt bậc. Ngay bây giờ, các chương trình đều phản ánh nền văn hóa đa dạng và các khía cạnh khác của xã hội chúng ta. Tuy nhiên, nếu các thuật toán chỉ ưu tiên những nội dung phổ biến, radio có thể trở nên đơn điệu và mất đi tính độc đáo. Radio CBT là công cụ mạnh mẽ có thể giúp tự động hóa một số nhiệm vụ trong đài phát thanh, nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể ứng dụng nó trong đài phát thanh. Ngay bây giờ, tất cả mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Mặc dù Futuri đã cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về tiềm năng của công nghệ này, nhưng chúng ta không thể chắc liệu dẫn chương trình AI có trở thành tiêu chuẩn mới hay không. Nhưng có người chúng ta vẫn cần cẩn trọng, công nghệ mới này sẽ không chỉ giới hạn ở các đài phát thanh. Chúng ta sẽ chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ các nội dung do AI khác tạo ra. Spotify cũng đã gia nhập mảng mới này với AI DG của riêng mình. Vì vậy, mọi thứ đang dần nóng lên. Ngoài ra, còn có một kênh tweet điên rồ có tên là Nothing Forever, tạm dịch là không có gì là mãi mãi, đang phát trực tuyến các tập của chương trình giống như xem phép do AI tạo ra. Nó giống như một chương trình không bao giờ kết thúc, chẳng về thứ gì cả. Kênh này từng phát 24/7 và cứ mỗi phút bạn lại nhận được một nội dung mới do AI tạo bằng các thuật toán tiên tiến. Bây giờ, để tôi cho bạn biết điều này, chương trình thật khác biệt. Nó giống như một trò chơi điện tử kỳ lạ từ những năm 90 với các nhân vật chuyển động chậm và bước đi như thể họ đang tham gia một cuộc đua hài hước. Điều đó tạo nên hiệu ứng buồn cười ngoài mong đợi. Phần hay ho nhất của tính hài hước, AI đã cố gắng thực hiện các động tác chống đỡ của Jerry, nhưng chúng không thực sự thành công, và mọi thứ thậm chí còn buồn cười hơn khi bản nhạc gây cười xuất hiện không đúng lúc. Thật không may, kênh đã bị tweet cấm sau khi AI vô tình tạo ra một trò đùa gây tranh cãi. Nhưng đó chỉ là một bằng chứng khác cho thấy AI vẫn cần sự giám sát của con người. Dù sao đi nữa, khi nội dung do AI tạo ra chiếm ưu thế, các đài phát thanh cần tìm ra cách xử lý các thách thức về khả năng tiếp cận, tích hợp và chi phí nếu họ muốn giữ được vị trí cạnh tranh thích hợp trong thế giới truyền thông luôn thay đổi này.
đó thực sự là một hành trình khó khăn. Tuy nhiên, các đài phát thanh đã tồn tại hơn 100 năm và đã hết lần này đến lần khác chứng minh rằng mình vẫn tồn tại, bất chấp các dự đoán về sự sụp đổ của nhà đài. Một trong những lý do thành công của các đài phát thanh là những kết nối cá nhân mà nó tạo ra. Mọi người luôn muốn có các nội dung chất lượng cao, xuất phát từ trải nghiệm và cảm xúc thực. Vì vậy, chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều. Bạn nghĩ sao về điều này? Bạn có muốn nghe đài phát thanh do AI chạy không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi trong phần bình luận nha! Thử nghiệm này thành công vì nó giúp đài phát thanh biết được AI có thể làm được những điều thú vị gì, cũng như những hạn chế của nó. Có vẻ như AI rất hữu ích cho hoạt động nghiên cứu và giúp mọi thứ hiệu quả hơn, nhưng nó vẫn chưa thể thay thế được điều kỳ diệu mà con người mang lại với sự sáng tạo và cảm xúc của mình.